Hello, Lan xin chào cả nhà. Trước tiên Lan xin kính chúc bà con, cô bác, anh chị em và các cháu một ngày mới vui vẻ. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em đã bỏ thời giờ coi phim của Lan. Thì sáng nay Lan có làm miếng thịt heo quay. Tại vì ngày hôm qua Lan đi chung với bà chị bạn đó, chị nói sao chị quay cái da heo không có giòn. Cho nên ngày hôm qua chị có mua miếng thịt 1,2 kg. Mua hai miếng, Lan một miếng, chỉ một miếng. Thì Lan quay cho chị đây, bây giờ Lan đem lại trường học cho chị bạn. Quay xong thì Lan đem lại trường học cho chị bạn. Hello, Lan chào cả nhà. Cái này Lan có mua thịt ba loại nha. Lan rửa rồi Lan ra lau nó sạch rồi nha. Cái này là 1,2 kg đó bà con. Ốp theo kiểu Tây Bắc, mắt chằm chéo, mắt khén đó bà con. Đó, với đó đây. Hai muỗng này với một muỗng này. Nó để cũng là chằm chéo mắt khén luôn mà sao cái này nó để ớt hơi nhiều nè, cái màu nó hơi có gì đỏ đỏ nên Lan làm là 1,2 kg, Lan làm 3 muỗng cà phê nha. Đó là 3 muỗng cà phê đầy nè. Thì trong này nó có, hình như Lan ăn thử thì nó có chút xíu bột ngọt, có đường rồi luôn nên Lan không có để thêm cái gì nữa hết nha. Nó có muối, đường, bột ngọt trong này rồi. Rồi bây giờ Lan chỉ để thêm đây, nó đây nè, chằm chén mắt khén đó. Đợt đó đi ngoài Hà Nội mua đó bà con, đi trên Sapa Lan mua, bây giờ Lan để dầu ăn vô. Dầu ăn thì mình để làm sao cho nó ướt, rồi vậy thôi, cho mình trộn lên, nó ướt mình trộn lên là được thôi nhé. Đó, nó ướt mình trộn lên gì là được, trong này nó cũng có tỏi rồi luôn rồi nên không cần ốp thêm cái gì hết á. Rồi để đây, giờ Lan lấy cái dao lên khứa cái miếng thịt này, nó có xương nha bà con. Nếu mà chị em nào muốn quay không có xương thì mua né cái xương ra, còn cái này của Lan nó có xương rồi nè. Đó thì bây giờ mình khứa nó theo cái sớ xương gì đây, Lan khứa nó gì nè. Khỏi cần lóc cái xương ra làm chi, đó, Lan khứa nó vậy đó, không có cần luộc trước hay gì hết nha chị em. Lan làm mà nào bây giờ là vậy à, chứ không cần luộc trước nha. Xong rồi nha bà con, đây giờ Lan để nó qua. Cái này là sáng nay Lan quay cho cái chị bạn ở đằng trường học nha. Cái miếng thịt này chỉ mua ngày hôm qua chung với Lan này, chỉ nhờ qua Lan quay cho chị nha. Đó rồi bây giờ mang bao tay vô, rồi bây giờ Lan mang bao tay vô nha. Tại cái này không phải đồ ăn ở nhà nha, này làm cho bạn đằng trường học. Giờ này mới có 6 giờ mấy, 7 giờ sáng các bà con ăn thức chị gần quậy nè. Chút là em lại trường học cho chị. Rồi bây giờ Lan ốp nó nha. Mình thoa cho nó đều với bà con vậy nè, đó là nó vừa thấm rồi đó. Rồi, cho nó đều nha. Rồi đây, rồi giờ Lan để đây cho nó thấm đi nha. Chừng tiếng đồng hồ là nó thấm rồi bà con, chứ không có lâu đâu. Chừng không cần để lâu đâu, nhầm người để cách đêm vô tủ lạnh đâu nữa, không Lan không cần để lâu đâu nha. Rồi xong, để đó chút xíu nó nướng. Hôm nay Lan khai trương cái lò mới này nha bà con. Thật ra là cái lò này mà dì Út cho Lan, cái người gì á quen thân lắm, chỉ cho Lan cách đây trên 10 năm rồi mà không có xài. Tại nó mà cùng kền cái Lan bỏ vô trong cái tủ gì cho cái tài gì tặng cho Lan á, bỏ vô tủ cái quên luôn à. Rồi cái của ngoại cồ mua á, cái loại nhỏ nó mới hư rồi, giờ Lan lấy ra xài nha. Đó, bữa nay khai trương đi. Bây giờ Lan để nó lại
trước tiên để nó gì Lâm quay được đây, để nó gì nha, quay trước đó. Mình cho nó khích lại, đừng cho nó hở cái miếng thịt kìa, hở ra nó chằn quặt ở đây. Làm cho nó khích lại vậy nha. Nói chung nó chiếm chỗ nhiều quá, nào giờ Lan không có xài là vậy đó. Đây rồi, giờ Lan ghim điện vô. Rồi, hiện tại là Lan xài 240 nha bà con. Đây 240 nè. Đó, bây giờ Lan bắt nó trước là nửa tiếng đi nha. Nửa tiếng đồng hồ đây. Và mình nhắn cái này xuống vậy là nó làm việc rồi bà con, không có gì hết á. Lan đứng 240 độ nha. Tí 250 độ chứ, 250. Nói lộn nhưng mà con này 250 độ. Lan nướng trước nửa tiếng nè, 30 phút. Rồi, để đây. Nói chung cái lò này nó bự thì mình quay nó sướng hơn nha bà con. Nó không có, mình quay được nhiều thịt hơn. Gặp cái lò mấy bữa trước Lan quay thì không có được nhiều thịt. Với mà cái độ nóng nó không bằng cái này nha. Cái độ nóng cái này để Lan đưa cho bà con coi. Nó tới được 250 độ luôn nè. Còn cái bữa hổm là có 200 thôi, cho nên mình quay á nó phải mất thời giờ nhiều hơn cái này nha. Cái này thì nó nóng màu hơn nè. Đó, này tới 250 luôn nè. Đang quay nửa tiếng nè. 250. Rồi, nó được nửa tiếng rồi nha. Để Lan dở ra cho bà con coi. Ủa, ngon chưa? Cẩn thận nha. Để cái nắp này là coi như cái lò nó hư đó bà con. Rồi, bây giờ đó, nó gì nè. Đó, đang cho nó hở hở ra nha. Đó, cho nó cái nước ở đây nó ra bớt đi nha bà con. Đấy, lại. Rồi, Lan để muối thôi, không cần để giấm nha. Không có cần xôm lỗ, không cần để giấm luôn. Lan để một muỗng muối, bây giờ mình chà nó ra cho nó đều nha bà con. Lan quay thêm 15 phút nữa nha. Rồi, nãy giờ 15 phút qua rồi nha bà con. Bây giờ Lan lấy, Lan để nó ra. Trời ơi, cẩn thận cái này, sợ nó bể nè. Sợ nhất là bể nè. Lan gấp cái miếng này nó lên nè. Đó. Rồi Lan mới chở cái cây lại nha bà con. Mình mới để cho nó cái độ nó cao lên trên. Đó, rồi. Cái chỗ nào nó chưa phù nè, Lan để nó vô đây nè. Lan để thêm một lớp muối nữa nha. Rồi, Lan tiếp tục thêm 10 phút nữa nha. 10 phút trước coi nó sao. Đây, rồi sau 10 phút Lan kê nó cao lên nha. Thì bây giờ nó da nó dọn rồi nè bà con, dọn khấu rồi nè. Đó, rồi, xong rồi nha. Rồi, rồi vậy là xong. Trời ơi, da dọn khấu đây. Da dọn rồi nha. Được rồi nha bà con, đó. Chúc mừng đem đi, nguội là đem đi được rồi đó. Đây, cái miếng này quay sau khi quay rồi đó bà con. Quay rồi là nó còn được quay lớn nè. Nó teo lại nha. Teo quay, nó rút lại. Rồi bây giờ lấy ra đem lại trường đây. Lấy ra Lan để vô cái giỏ. Rồi, bây giờ Lan gấp ra để nó vô cái dĩa nha. Rồi Lan lót miếng giấy gì nè. Đó. Rồi Lan để vô cái giỏ sạch này ơi. Trời ơi. Đi lại trường, đem lại trường đó. Tại vì đây, để Lan đưa cho bà con. Gì nè bà con, nếu mà mình đậy nó lại thì nó sẽ hết giòn cái da nha. Cái da nó giòn khấu rồi, bây giờ Lan không có đậy lại nha. Lan để nguyên vậy đó, đang đem đi. Đó, sách gì nè, ta đâu biết mình sách gì đâu. Đây, rồi bây giờ Lan sách cái giỏ gì, tưởng tao đi mua đồ mày ơi, chứ thật ra là miếng heo quay chồng nha bà con. Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim. Da rất là giòn, mà nếu mình đậy lại thì Lan sợ nó không giòn. Mà nếu mà về chỉ ăn á thì Lan kêu chị quay lại.
Để chỉ có cái lò giống gì mà lỗi xịn nữa. Chị ngày qua chị Kim nói với Lan, chị Kim bạn học á, nói với Lan là ở nhà chỉ có cái lò lỗi xịn hơn cái lò này nữa. Thì vài đây nữa Lan kêu chị quay lại, quay để cái lớp da lên trên mình quay lại thì nó vẫn giòn ngon lắm nha. Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con rất nhiều bỏ thì giờ coi phim của Lan. Lan bye bye cả nhà, hẹn lại clip sau, nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Bye bye.